Rồi, mình chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay hai anh em đi mò cá cả nhà ơi. Chào cả nhà. Như là có đi đặt ống rồi cả nhà. Ống này cả nhà để mình đặt cá ngát. Ghế cả nhà. Đó, không nên đặt cá ngát nha. Mà đặt không biết có hiệu quả không thôi. Lâu 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 lắm mới thăm cả nhà. Rồi, giờ anh em mình bắt đầu đi mò cá ngát rồi, chút đi đặt ống cả nhà. Đây, mò lộng này. Đó, hồi trong quá trình anh em mò cá mình sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem nha. Vậy mà cả nhà đồng hành cùng anh em mình đi mò cá. Rồi, đã có cá đi, mình quay cho cả nhà xem. Ui, hai con quýt nữa cả nhà. Đùng mà. Ôi. Em bự lại vậy. Thấy trên nằm trong hang á. Đã. Con này thả đi. Lấy con này nè. Hai con. Con mực, con tôm. Một cá. Rồi, một cá nha. Qua đã nha. Con mực với con tôm. Lũng vô kèo. Vừa thấy anh trong hang á. Bây giờ mình đặt hết mấy ống rồi nha. Đủ chắc rồi. Đủ cái mày nữa nha. Để sao bò ra luôn. Bò anh Phan. Bò đi bò. Rồi, anh em gặp hang cá đầu tiên nha. Chịu đi, chịu đi. Giờ buông rồi. Giật rồi. Đó.
Đừng động quá nha. Tìm. Lên đó là hả? Đâu rồi? Chịu ơi. Lỗ bậy. Ừ. Yeah. Có cá. Chịu nha. Ừ. Để cá tung vô đó đó. Nào chạy lỗ bậy là. Phì gì đây rồi? Hả? Phì gì đây rồi? Đâu đó? Mới nghe phì đây giọng. Ok, bắt đầu hết rồi. Không phải. Trong phì đây chứ. Đâu đợi mẹ ngắt nó xuống rồi. Đạp lấy đồ đạp chứ. Đây hả? Ừ. Cá già nhúng trời. Ừ. Nhúng trời cả nhà ơi. Lấy cái ly nhúng trời. Nhúng trời. Nhúng trời lụm bờ. Bờ lên. Đâu coi. To không? Ồ ồ. Nhúng trời ghê luôn. Bà lại. Nhúng chai ghê hả? Ừ. Bạn ơi, đạp cái giật thầm má rồi. Giật hết luôn. Nó xẹo luôn đó nha. Ôi, nước cũng lớn rồi. Nước đầu tiên. Rồi, có cái nước đầu tiên nữa cả nhà. Giờ bắt đầu đi. Tiếp. Bắt cúm cả nhà. Ui, một cá mà đồ đặt ống chặt ngon hết đủ thứ. Có con gì lụm con ấy. Này ba bốn món hải sản này không có nhiều. Nè. Cúm bự rồi. Cúm chết nhiều. Nhỏ không hả? Ờ. Có cái gì không nè cả nhà. Ôi. Ôi cả nhà ơi. Giờ nước cũng đang lớn rồi. Anh em mình phải lớn thôi. Nay anh em mình đi đặt ống cá ngát cả nhà. Mốt qua mình
thu hoạch đi, mình quay cái quá trình mình thu hoạch cho cả nhà xem nha. Sáng nay mình đi đặt ống, mười mấy cái ống á, rồi thấy nó còn cạn nè. Đó, anh em mình đi mò cá, mò được chút thì cũng đã lớn rồi. Giờ mình về một con cá ngá, một con bạch tuộc, một con cá ngá, tinh tích, mấy tầm thẻ luôn, mực nhảy rồi, tầm thẻ biết rồi, hai con tôm tích nha, con cá ngát nha, mấy thằng nãy giật tôi nó bự dữ. Vậy chứ đủ có tiêu cũng được rồi, xong luôn, xong tiền dầu nữa rồi cả nhà, đốt tiền dầu mấy tuổi mình đi đặt thúng rồi. Clip của anh em mình xin tạm dừng đây nha, hẹn cả nhà những clip của anh em mình sau thời gian nữa anh em mình sẽ dán kiếm cái thành quả tốt hơn vậy nữa để cho cả nhà xem nhiều hơn. Rồi thôi anh em mình về chào cả nhà, rồi tạm biệt cả nhà nha.